Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, một người được cho là thiếu tướng quân đội lại ngang nhiên bẫy hàng nghìn nạn nhân và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng. Câu hỏi được đặt ra là tại sao một vị tướng lại có thể gây ra hành động thương thiên hại lý đến như vậy? Thậm chí là ngay cả khi nhận ra mình bị lừa, các nạn nhân cũng không dám lên tiếng để tố cáo người này. Sự thật về vụ việc này sẽ có trong video dưới đây. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cục Bảo vệ An ninh Quân đội Bộ Quốc phòng đã nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo một đối tượng là Hoa Hữu Long, tự xưng là thiếu tướng quân đội, lừa đảo chiếm đoạt rất nhiều tiền thông qua hình thức nhận xin vào làm tại tập đoàn Đông Dương thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ sang Công an thành phố Hà Nội để điều tra. Sau một thời gian khẩn trương điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can rồi bắt tạm giam hàng loạt các đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, vị thiếu tướng này đưa ra thông tin Bộ Quốc phòng có chủ trương thay huyết các doanh nghiệp của quân đội trên toàn quốc, sát nhập một số công ty, ngân hàng của quân đội thành tập đoàn Đông Dương. Tập đoàn này có 9 tổng công ty. Hiện nay, tổng công ty đang có nhu cầu tuyển hàng nghìn người để bổ sung cho nhân lực. Nếu người nào có nhu cầu thì đăng ký và phải bỏ ra từ 150 đến 600 triệu đồng. Sau đó sẽ được phong quân hàm sĩ quan, thấp nhất là thượng úy, cao nhất là đại tá, được bổ nhiệm chức vụ tương xứng. Đã có rất nhiều người tin tưởng và đưa tiền cho vị tướng này. Ngoài ra, thiếu tướng Hoa Hữu Long còn đưa ra thông tin tập đoàn được giao thực hiện một số dự án để lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Mỗi khi thu tiền của bị hại, Hoa Hữu Long và các đồng phạm đều nhắc nhở bị hại rằng đây là đơn vị bí mật nên dặn họ không được công khai cho ai biết. Đến thời điểm bị phát hiện, ổ nhóm tội phạm này đã lừa tuyển gần 1.000 người ở nhiều địa bàn trên cả nước. Theo nội dung kết luận điều tra, số nạn nhân cơ quan an ninh điều tra đã lấy lời khai là 650 người. Còn hàng trăm bị hại khác tuy đã có giấy triệu tập nhưng không đến hoặc địa chỉ không rõ ràng. Các bị hại đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước, thuộc nhiều thành phần và các độ tuổi khác nhau. Họ khai báo do mong muốn được làm việc trong quân đội. Hoa Hữu Long hứa hẹn về việc chỉ cần nộp đủ tiền sẽ được đi học, được phong hàm, được sắp xếp vị trí trong tập đoàn Đông Dương, được hưởng lương và chế độ quân nhân. Hoa Hữu Long và đồng phạm bắt đầu thu tiền của những người có nhu cầu vào trụ sở để làm việc. Tổng cộng, hắn đã thu tiền khoảng 1.000 người, thấp nhất là 65 triệu đồng, cao nhất là 150 triệu đồng, tùy từng cấp bậc và chức vụ. Có nạn nhân trình báo đã đưa cho nhóm của Long 600 triệu đồng. Kịch bản của Hoa Hữu Long và đồng phạm được đưa ra. Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng rất tinh vi. Đến mức khi vụ việc bị phát giác, không ít người vẫn một mực tin rằng việc Bộ Quốc phòng chuẩn bị thành lập tập đoàn Đông Dương là có thật. Những người khác không biết bởi đơn vị này là bí mật. Đa số những người bị lừa đều đến cơ quan an ninh điều tra trình báo mà không xuất trình được bất kỳ một giấy tờ biên nhận nào đã giao tiền cho chân rết của Hoa Hữu Long. Họ không nghĩ đến việc yêu cầu người nhận tiền phải viết giấy biên nhận khi giao tiền. Theo kết luận điều tra, khi các đối tượng trong đường dây của Hoa Hữu Long tiếp xúc với các bị hại, để đưa ra những công văn, điện mật giả của Bộ Quốc phòng về chủ trương thành lập tập đoàn Đông Dương, chụp lại bằng điện thoại, rồi đưa cho họ xem, nên số người này đã hoàn toàn tin tưởng. Các nạn nhân còn được dặn dò rằng đây là một đơn vị bí mật của quân đội, đang tuyển dụng người nên không được công khai cho ai biết. Khi đã tạo niềm tin với nạn nhân, nhóm bị can sẽ dần dẫn dắt từng bước để lừa được tiền của họ. Qua khám xét tại nơi ở của Long và các đồng phạm, cơ quan công an còn thu giữ gần 1.000 bộ hồ sơ xin việc của các bị hại, 12 bản công văn có dấu đỏ giả mạo quyết định của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đảng, nhà nước, cùng hàng trăm bản photo, điện mật đi của Bộ Quốc phòng. Cơ quan điều tra đã xác định Hoa Hữu Long và nhóm đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 83 tỷ đồng. Theo nội dung kết luận điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận định bị can Hoa Hữu Long đã tạo dựng tập đoàn Đông Dương, Bộ Quốc phòng không có thật để thu tiền của nhiều nhân sự và hứa hẹn xin việc cho họ vào tập đoàn. 13 bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho Hoa Hữu Long. Cơ quan điều tra đã kết luận chính xác tổng số tiền đã thu, số tiền đã trả, số tiền còn phải khắc phục cho bị hại của các bị can. Các bị can có đủ năng lực, trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Cơ quan an ninh điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 14 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can bị truy tố bao gồm Hoa Hữu Long, Cao Thị Kim Loan, vợ của Long,
trú tại quận Bắc Từ Liêm, Nguyễn Minh Sơn, Mạc Phúc Hải, trú tại quận Ba Đình Hà Nội và Phùng Thị Thanh Huế, trú tại quận Nam Từ Liêm Hà Nội, Trần Duy Hưng, Lê Hồng Giang, cùng trú tại quận Cầu Giấy Hà Nội, Hoa Bách Tùng và Nguyễn Tân Mão, cùng trú ở quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, Phạm Thế Hùng, Lê Chí Thành, Vũ Khắc Thư, Hoàng Văn Khải, Ngô Tấn Anh. Nhìn vào lý lịch các bị can bị đề nghị truy tố, đều có thể thấy được rằng họ là những người làm nghề tự do. Nhưng các bị can đều mạo nhận mình là người quân đội, đeo quân hàm thiếu tướng, đại tá, thiếu tá để tạo niềm tin cho nạn nhân nhằm mục đích lừa đảo. Cơ quan điều tra xác định Long giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo này. Hòa Hữu Long không trong lực lượng vũ trang, không phải là quân nhân. Được biết Long từng tốt nghiệp đại học xây dựng, để thực hiện Long đã sắm quân tư trang của quân đội, tự gắn biển hiệu và quân hàm rồi tự giới thiệu bản thân là thiếu tướng. Tiếp đó Long đã làm giả các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập tập đoàn Đông Dương. Các bị can còn lại là mắt xích chuyên thực hiện nhiệm vụ tìm con mồi ở nhiều địa phương để thu tiền. Hoa Bách Tùng được anh trai là Hoa Hữu Long cho đứng tên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Long Nhật. Cuối năm 2016, Long nói với Tùng là Bộ Quốc phòng chuẩn bị thành lập đơn vị làm kinh tế, nên đã bảo Tùng chuyển công ty Long Nhật sang làm cho công ty con của tập đoàn Đông Dương để thực hiện dự án và dùng con dấu của công ty Long Nhật đóng vào các văn bản của tập đoàn Đông Dương. Cũng như anh trai mình, mặc dù không phải là quân nhân, nhưng tại các văn bản giấy tờ, Tùng đều ký với vai trò là đại tá, tham mưu trưởng tập đoàn Ma. Ngoài ra, Tùng còn tham tuyển, giới thiệu, thu tiền của một số nhân sự cho tập đoàn Ma này. Tương tự, Lê Hồng Giang và Nguyễn Tân Mão, Trần Duy Hưng đều không có nghề nghiệp ổn định. Nhưng sau khi trở thành chân rết của Hòa Hữu Long, các đối tượng này đi đâu cũng giới thiệu mình là sĩ quan quân đội thuộc tập đoàn Đông Dương để tuyển nhân sự, thu tiền của các trường hợp có nhu cầu xin việc làm. Hành vi của các đối tượng là xâm phạm đến quyền sở hữu đối với tài sản của người khác, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và được xử lý theo đúng quy định tại Điều 174 thuộc Bộ Luật Hình Sự. Thưa quý vị, bởi với tâm lý muốn có được công việc trong môi trường nhà nước, trong ngành quân đội mà nhiều người đã nôn nóng bị bẫy trước những tập đoàn ma. Vụ việc trên cũng là một lời cảnh báo tới mọi người, hãy luôn xác thực thông tin trước khi tiến hành giao dịch để tránh tiền mất tật mang. Đồng thời cũng hãy chung tay bài trừ vấn nạn chạy chức chạy quyền, chạy việc vẫn đang rất phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay. Bởi chỉ khi mọi người trong xã hội nhận thức đúng về năng lực thực sự của bản thân, tự vận động trên đôi chân và trí óc của mình, thì chắc chắn sẽ không có con đường cho những kẻ mạo danh. Chương trình của chúng tôi cũng xin được phép tạm khép tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để chúng tôi có thể thông tin đến quý vị những tin tức mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.